Cô dâu Thanh Hóa đeo 28 cây vàng, nhận 1 tỷ của hồi môn hé lộ hôn nhân gặp sóng gió, suýt ly hôn. Cô dâu từng gây bão mạng xã hội với loạt ảnh đeo vàng chĩu cổ, trong đó có những chiếc kiềng vàng được thiết kế tinh xảo. Mới đây đã lên tiếng chia sẻ về hôn nhân gặp biến cố đáng kể sau ngày đám cưới ươm vàng khiến dân tình xôn xao. Đầu năm 2022, cộng đồng mạng vẫn chưa hết kinh ngạc trước một đám cưới ngập vàng tại Nghệ An, thì một cảnh tượng tương tự lại khiến dân tình được một phen choáng ngợp khi chứng kiến cô dâu Thanh Hóa lộng lẫy với trang sức vàng lấp lánh khắp cổ, tay và ngón tay. Netizen không khỏi suýt xoa khi thấy cô dâu bị chìm trong hàng tá trang sức bằng những chiếc vàng chồng chéo kết hợp với vô số kiềng vàng. Theo đó, cô dâu gây xôn xao mạng xã hội này là Quỳnh Như, quê Thanh Hóa, người đẹp đã tổ chức đám cưới của mình vào tháng 1 năm 2022. Quỳnh Như chia sẻ rằng cặp đôi nhận được sự chúc mừng từ người thân với 28 cây vàng và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Trong số này, gia đình của cô gái đã tặng 15 cây vàng và 1 tỷ đồng, trong khi gia đình của chú rể đóng góp 13 cây vàng và 200 triệu đồng, chưa kể đến những món quà cưới có giá trị khác từ bạn bè.